Con về rồi đây. Con về nhà rồi ư? Con về nhà rồi ư? Con làm gì trên đây sao phải không thêm một bài gì hết? Về ăn Tết không cầm dê hết. Tôi nhìn tôi tức đúng không cả nhà. Làm chanh ke lon tháng bao nhiêu tiền? Rồi năm nay được thưởng thêm bao nhiêu tiền? Thằng con tôi mới sắm cho xe nè. Còn con tôi chi sắm cho nguyên căn nhà? Hay là dọn về đây? Tìm một việc làm ngay. Con làm gì trên đây sao phải không thêm một bài gì hết? Mình quen biết nên con về đây. Còn có việc ngay lo gì? Tiền không có, tình không có, không đưa ai về. Không ai ngó luôn. Lại sợ con cách mẹ cha khó hay là con hoài? Xót con mà thôi. Nhà bên phải người ta có con dâu ngoan hiền chăm lo sớm hơn. Còn nhà bên trái người ta có hai năm hai tháng cháu trai rồi con. Bà cô nhớ những người còn thơ bé ba dạy con. Làm trai phải có chí lớn, đi khắp nơi lấp biển dời non. Chẳng phải ba từng mơ ước băng băng qua đại dương bát ngát, chinh phục những miền đất khác như những cuộc phiêu lưu của Sinbad. Chắc là ba đã quên rồi. Vậy còn nội ơi, nội có nhớ những trưa hè gió mát, nội mở tivi xem mọi giải đấu cờ tướng, ghi chép lại hết từng nước đi. Bởi vì hoài bão của nội là trở thành kiện tướng quốc gia, được đánh trong trận chung kết và hát vang khúc khải hoàng ca. Chắc là nội cũng đã quên rồi. Vậy còn gì ơi, có nhớ những đêm cả nhà mình quây quần coi cải lương, vì nhẩm theo từng câu hát như con thuộc lòng bản câu chương, vì kể từng có ý định bỏ tất cả đi theo đoàn hát, nhưng rồi vì vẫn ngơ lại do phải sống theo ý người khác. Chắc là gì cũng đã quên mất rồi như nồi gà ba, nhưng con không muốn phải sống cuộc đời trong giấc mơ tối qua. Một ngày con thức dậy nhìn vào gương thấy mình là một ai khác, khuôn mặt khác, đôi giày khác, tóc khác, miệng cười như mưa tuôn, giống như đang diễn tuồng, sắm vai người khác không như mình. Và rồi con thức dậy, rằng mình luôn nhớ là mình vì ai khác, mong mình khác, nên mình phải sống khác. Được cười khi con vui, khóc khi con thấy buồn, không lo mình sống không như mình. Còn mấy giây nữa là chào một năm mới về, mình cùng nhau chúc ta sống cuộc đời sống ưa mua. Được cười khi ta vui, khóc khi ta thấy buồn, ai cũng được sống như ý mình. Được cười khi con vui, khóc khi con thấy buồn, ai cũng được sống. Hết Tết á, con lên trển nó con làm gì? Nó lên trển nó làm gì thì kệ nó. Dạ. Xin miễn nó vui là được. Dạ.